Vẽ tới người không ra người, ma không ra ma. Anh đổi người khác đi. Cô nói là Tuấn tự nhốt mình ở trong phòng 3 ngày rồi không chịu ra ngoài. Chỉ còn cách chị em chúng ta lấy hết tiền tiết kiệm ra cho nó xuất bản sách thôi. Bác sĩ nói là Mộng bị suy thận cấp tính. Tôi từng nói cho cô, để sau này Mộng có đi rồi, nó có thể thay thế cho Mộng. Trên đời này không có một con mèo nào khác có thể thay thế được Mộng đâu. Sao lại biết là tôi thích bản nhạc này chứ? Tóm lại sau khi nghe xong, mình sẽ cảm thấy rất bình yên. Nhưng mà nhiều khi quá bình yên nên rất dễ ngu ngực. Nên tôi đã nghĩ ra một điệu nhảy, khi nào buồn ngủ thì sẽ nhảy, nhảy xong sẽ tỉnh táo liền. Wow, bị điên hay bị ma nhập gì? Hai người lên đây hồi nào vậy? Mới vào thôi. Phải. Cô tới đây làm gì? Tôi tới để tưới cây giúp Nhi. Túi giường nóng của cô. Vậy hai người tôi đi tưới cây trước. Vậy còn anh? Anh lên đây làm gì? Cô bỏ nhầm kem dưỡng tóc vào trong túi kem dưỡng da tây. Tôi đem lên trả cô. Ừ. Hình như mặt của cô đỏ hơn lúc nãy. Mỗi lần ba tôi uống say, má của tôi đều pha một ly trà nóng cho ổng. Vì vậy sẽ tỉnh rượu hơn. Tôi đi pha cho cô. Cảm ơn. Hay, xong rồi tôi về đây. Vậy tôi cũng về đi. Đừng. Anh ngồi thêm chút đi. Bye bye. Lúc nãy cô nhảy rất tốt. Tôi còn một điệu nhảy còn mắc cười hơn. Để lần sau vậy cô. Bye bye. Lâu rồi không thấy Mộng thoải mái như vậy. Tay nghề massage của anh đúng là ngày càng thuần thục. Cái này gọi là có công bài sắc. Cũng may là có anh đó Philip. Trước đó nhìn thấy sức khỏe của Mộng càng ngày càng yếu đi làm tôi lo chết đi được. Cảm ơn anh nhiều. À phải rồi, hay là tôi đưa chúng ta ra ngoài đi. Thôi tôi muốn ở nhà với Mộng thôi à. Ừ. Tôi chưa nói xong là cô đã từ chối rồi. À phải, gần đây tôi học được cái cảm nhận tiếng nói của động vật. Cô không tin hả? Để tôi với Mộng làm thử cho cô xem nha. Nè, cô đừng lên tiếng đó. Phải liên kết với Mộng. Được rồi, cô có thể đặt ra câu hỏi cho Mộng đi. Mộng à, con sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không? Mộng nói là gần đây đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng mà suốt ngày bị nhốt ở trong nhà có hơi buồn chán. Vậy con muốn sao hả? Mộng nói là nếu có thể ra ngoài dạo chơi và món ngon mua nơi nào đó sẽ rất tốt. Anh trở nên gian xảo như vậy từ khi nào không lợi dụng Mộng nữa? Không phải tôi nói, là Mộng nói đó, thật mà. Vậy Mộng có nói là muốn đi đâu không? Đợi một chút đi. Mộng nói là có một chỗ rất là tốt. Kìa, cô xem kìa, Mộng nhìn có tinh thần hơn đó, cho nên lâu lâu phải đưa nó ra ngoài chơi. Chỗ này cũng tốt thật nha. Nhưng làm sao Mộng lại biết chỗ này chứ? Mộng nói là đã tìm hiểu rất nhiều ở trên mạng rồi và có hỏi những bạn bè mèo khác ở đâu có món ngon. Mộng đúng là không có giới thiệu sai. Nè, lần sau anh cũng dẫn A Bân ra chơi đi ha. Được, để tôi về hỏi ý của nó. Bình thường ở nhà thì dính lấy tôi, tới đây rồi thì không thèm dòm ngó tới. Nè, tôi cảm nhận được Mộng đang nói là rất muốn làm quen với con mèo cái kia đó. Mộng là con gái đó. Tôi thấy hình như là anh bị nhầm lẫn gì rồi. Hình như cũng phải. Nè, đói bụng chưa? Cô đồ ăn đi. Làm ơn, chơi cả buổi chắc là cũng mệt rồi ha. Con vào trong ngủ nha Mộng. Tôi đưa cô về nha. Thấy hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy, để tôi dẫn anh tới chỗ này ha. Chà, chè hạnh nhân lòng trắng trứa ở đây đúng là ngon thiệt. Tôi không giới thiệu sai đúng chứ? Rất là ngon. Tôi có hơi no nhưng tôi muốn ăn thêm một chén nữa. Được. Bà chủ ơi. Đây. Làm ơn cho thêm hai chén đi. Tôi muốn thử loại khác. Cho tôi chè khoai lang nhiều nước ít khoai nha. Cảm ơn. Được, có liền. Cảm ơn.
Sao tình cờ vậy? Ờ phải rồi, tôi tới ăn chè. Ờ. Nói nhảm. Anh đi một mình hả? Phải, nhưng mà hết chỗ ngồi rồi. Hết rồi thì mua mang về đi, đừng đứng gì chỗ ngồi của Mộng chứ. Ấy không sao mà, chắc là Mộng ngủ rồi, chạy dưới đất chắc không sao đâu, anh ngồi đi. Cẩn thận nóng. Cảm ơn, một chén chè khoai lang, nhiều nước ít khoai. Xin lỗi nha, chúng tôi vừa hết chè khoai lang rồi. Không sao đâu, tôi nhường cho anh đó, của tôi cũng là nhiều nước ít khoai đây. Nếu vậy thì ngại quá nha, để tôi ăn thử. Biết ăn như vậy chắc chắn là người tri âm rồi. Người tri âm cái gì? Thân danh lắm hả? Biết ngại đừng có ăn. Tôi chỉ nói vậy thôi, có cần phản ứng dữ gì không đây? Ừ, nè. Xin lỗi, tôi không kịp lấy Xin lỗi. Xin lỗi nha. Hay là vậy đi, chè khoai lang này cho tôi, còn chè hành nhân này cho anh đi, tôi mời đó. Anh à, chúng tôi mới nấu xong loại chè khoai lang, anh có muốn ăn không? Ăn. Vậy cho thêm hai chén nhiều nước ít khoai nha. Ê, tôi có chén chè khác để ăn rồi, trả lại cho anh nè. Để tôi giới thiệu, anh Bưu, Cố Linh Sang, luật sư Cố. Chào cô. Ông Quán giới thiệu tôi biết rồi, luật sư Toàn Thắng đúng không? Anh Bưu, hay là chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Vào 4 tháng trước, anh Lai Văn Bưu, chính là anh, dẫn theo hai đàn em đến một quán rượu ở Dưỡng Giác, có ý đồ dùng con dao chặt thịt để tấn công một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên là Trần Vĩnh Tân. Ai ngờ trong tình hình hỗn loạn đã lỡ gây thương tích đến một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên là Lương Mỹ Ân. Cô Lương bị anh chém trúng động mạch chủ, vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Theo như báo cáo của bệnh viện đưa ra, cổ rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Nói xong rồi hả? Đâu phải là tôi chém nó, là bà Tám đó đồng viên chạy ra tự làm hại tới mình thôi. Dù này đã xử tôi 3 năm rồi, giờ còn bắt tôi bồi thường 20 triệu hả? Tống tiền là sở trường của tôi đó. Nếu tòa án đã xử anh Bưu đây có tội thì gia đình của cổ có quyền kiện anh phải bồi thường dân sự. Anh trai, bây giờ là 20 triệu đó, bà Tám đó đáng giá này sao? Số tiền 20 triệu đô này không phải là không có cơ sở. Trước khi bị nạn, cô Lương là một kế toán công chứng. Lương năm cộng thêm tiền thưởng là khoảng 80.000 đô. Bây giờ cô mới 35 tuổi, ước chừng cô sẽ làm việc tới năm 65 tuổi, cộng thêm chi phí y tế và lạm phát mỗi năm, thì số tiền 20 triệu này là có cơ sở. Cô đừng nhiều lời, tôi thà cho cô 2 triệu đô phí luật sư cũng không muốn trả cho nó một đồng nào hết đó. Cô giải quyết giùm tôi đi. Vậy đi anh Bưu, tôi và luật sư Cố đã ước tính sơ bộ, số tiền bồi thường hợp lý là từ 4 triệu đô tới 8 triệu đô. Tôi đề xuất là nên thương lượng số tiền 2 triệu đô với họ trước. Tôi nói lại một lần nữa, tôi sẽ không trả một đồng nào cho nó. Ba người có phải bị điếc không vậy? Anh Bưu, nếu như anh đã kiên quyết như vậy thì chúng ta không cần phải bàn bạc với nhau. Đi trước đi. Sao rồi? Con bàn bạc với anh Bưu kia làm sao rồi? Ngang ngược cố chấp. Mấy đại ca trong xã hội đen đều như vậy đó, cứ nghĩ mình là dữ nhất. Nếu không vì ông Quắc thì con cũng sẽ không nhận dù tố tụng này. Ông Quắc đúng là đã giới thiệu không ít khách hàng cho chúng ta, nhưng cũng đừng có làm khó bản thân. Sư phụ, con sẽ có chừng mực. Con chịu nhận lời của ông Quắc là vì nếu để con nhận dù tố tụng này thì con sẽ giúp cô gái bị trở thành người thực vật đó giành được tiền bồi thường hợp lý nhất. Được rồi, thầy không làm việc con làm việc nữa. Nếu cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng nghe. Địa chỉ mới, thời gian như cũ, tôi sẽ gửi theo phòng tại công ty của cô. Đâu rồi không gặp? Tôi cố tình chọn chai whisky này cho cô, rất nồng. Đây, cô uống thử đi. Căn phòng này được lắm đúng không? Tuy là có hơi xa một chút, nhưng được cái rất mới. Hôm nay tôi không phải tới để uống rượu. Không sao. Nè, vậy thì qua đây ngồi trò chuyện đi. Tôi muốn nói rõ ràng với anh, anh cứ liên tục nhắn tin cho tôi cảm thấy rất phiền phức. Vậy sao? Nhưng mà tôi cũng rất muốn biết tại sao lần nào cô cũng xem mà không trả lời. Có lẽ anh đã quên quy tắc trước đó mà chúng ta đã đặt ra. Gặp mặt thì gặp mặt, còn bình thường sẽ để cho đối phương có không gian riêng của mình, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Đúng, đúng là tôi từng nói vậy. Nhưng mà tôi cũng chỉ quan tâm cô thôi. Cảm ơn.
Như quan tâm phải có chừng mực. Tôi mong anh hãy nhớ quy tắc giữ là quy tắc. Tôi chỉ tới để nói mấy câu này. Tôi đi trước. Không phải là cô có bạn trai rồi không? Tôi có nhìn thấy người con trai đó, cũng rất cao lớn đẹp trai. Anh cho người theo dõi tôi hả? Không tới nổi như vậy. Chỉ là lần trước tình cờ thấy hai người ở ngoài đường. Tôi thấy anh ta hình như rất là thích cô. Phải rồi, anh ta làm nghề gì? Hình như tôi chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện vợ của anh. Tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của anh đâu. Ok ok. Quan hệ của chúng ta đã duy trì bao lâu nay? Đã tới lúc cần phải suy nghĩ có nên tiếp tục không? Nè, ngủ dậy chưa? Ra đây đi, tôi có đem cái này về nè. À, có thật không vậy? Hay là tôi đang nằm mơ vậy? Nè, là bạn bè với nhau, tôi đã có tình nghĩa lắm rồi. Tự bỏ ra 100,000 đô in cho anh 1,000 cuốn truyện. Ở đây, chỉ mới có 100 cuốn, tính là đem bán thử. Còn 900 cuốn ở bên công ty in ấn. Tác giả Mã Kỳ Tuấn, MK Adina. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được tâm nguyện bao nhiêu năm nay của mình. Tôi thật sự rất cảm ơn cô, nhưng không biết phải nói sao. Được rồi. Nè, tôi không có viết tên của cô. Như vậy sau này cô đem đi bán sẽ được giá cao hơn nhiều đó. Vậy hả? Cảm ơn nhiều nha. Nhưng chỉ có 100 quyển. Cả Hồng Kông này có rất nhiều sạp báo và cửa hàng tiện lợi. Phải phân chia như thế nào? À, anh bạn à, anh là một tác giả mới. Không cần phải cả Hồng Kông đều có thể mua được trong lúc này đâu. Nè, tình cờ là anh Toàn, ông chủ ở sạp báo đó, ảnh đã đồng ý cho anh để truyện của anh ở sạp của ảnh 1 tuần. Nếu bán hết sẽ lấy thêm hàng. Như vậy thì sẽ không công bằng với lại hàng ngàn hàng vạn người đam mê truyện tranh. Ồ, không hài lòng đúng không? Không sao, để tôi từ chối giúp. Ê, thôi đừng làm vậy. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Để mọi người dành nhau mà mua cũng được. Anh Toàn biết thưởng thức như vậy, xem như có lợi cho ảnh. Biết suy nghĩ vậy là tốt. Sao hả? Có vui không? Vui lắm. Hưng phấn không? Hưng phấn. Vui hơn nữa có được không? Yeah. Nè, anh đã đứng cả buổi sáng rồi vẫn chưa bán được cuốn nào. Tôi biết tại sao rồi. Anh Toàn để truyện của tôi ở gần mấy cuốn tạp chí này. Người ta có muốn mua thì cũng thấy ngại mà không mua. Không được, tôi phải nói vậy. Nè. À, anh Toàn à. Sao hả? À, chuyện là vậy, anh có thể để truyện của tôi ra ngoài này có được hay không vậy? Như vậy rất ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ đó. Cậu 15 ơi, cậu 15. Truyện của anh để ở đâu cũng không có ai mua anh đâu. Anh vừa mới nói cái gì đó, anh ngon nói lại coi. Nè, đừng có cãi nhau. Nè cô à, nếu mà cô có đồng ý cho cô để truyện ta đây để bán. Cái thằng này còn ý kiến nhiều lời như vậy thì cô đem về hết cho tôi giùm đi. Đây, anh Toàn, xin lỗi nha. Xin lỗi, lần đầu tiên ra sách là vậy đó, anh giúp đỡ ha. Cảm ơn. Như vậy mới đúng chứ. Nè, tôi phải đi làm rồi. Anh làm ơn, đừng có gây rối nữa. Vậy nha. Cha, cuốn truyện này hết hàng rồi, mở đây lại bán nè. Tự chọn đi. Ê, thường người ta sẽ mua kèm với cuốn truyện này. Tác giả truyện tranh này rất tuyệt. Oh yeah. Ôi trà, dễ đẹp như vậy, tôi lạnh thì chắc sẽ mua cuốn này đó. Mới gọi cho tôi nói là nếu anh còn tới sạp báo của anh làm phiền ảnh buôn bán, anh sẽ không giúp anh bán truyện nữa đâu. Tôi làm gì có làm phiền tới ảnh chứ. Tôi chỉ quảng cáo truyện của tôi với người đi đường thôi. Vậy anh đã bán được bao nhiêu cuốn rồi?
đem tặng 3 cuốn, cho mượn 1 cuốn. Nhưng mà thằng nhỏ đó nói là nếu có tiền lì xì thì sẽ trả lại tiền cho tôi. Vậy tức là không bán được cuốn nào? Một cuốn cũng không bán được là vì chưa làm quảng cáo mà thôi. Thành à, cô có thể quảng cáo chuyện của tôi ở trên trang web của cô có được không vậy? Đại ca, anh lại muốn làm gì nữa? Đơn giản lắm, chỉ cần đăng trang bìa cuốn truyện này lên trang web của cô, rồi khen mấy câu đó là chuyện rất hay. Không lẽ cô không làm được hả? Ê, được rồi, được rồi, tôi giúp anh hết sức rồi đó. Anh em Tú. Ê, đi ra đi. Nè, đừng có cản trở tôi chụp hình. Tôi bắt đi về vệ sinh quá. Nè, đứng lại đó. Trả cho tôi 70 ngàn. Giờ làm gì có tiền trả cho anh, chỉ còn cái mạng thì thôi à. Mạng của anh thì tôi không cần đâu. Như vậy đi, giúp tôi làm một chuyện này. Làm gì? Anh có tham gia vào rất nhiều trang web cờ bạc có đúng vậy hay không? Trong đó có rất nhiều thành viên chứ hả? Anh lên đó giúp tôi quảng cáo cuốn truyện của tôi, xem như là trả tiền lãi vậy. Vậy thôi hả? Được thôi. Xong rồi. Nè, anh có cần qua loa tới vậy hay không? Với có hai chữ rất hay vậy thôi hả? Ít ra phải nói nó là một kiệt tác tuyệt vời, một nhân tài kiệt xuất của truyện tranh Hồng Kông, là một cuốn truyện hay hiếm có trong vòng 10 năm qua chứ. Wow, khoa trương quá vậy. Không khoa trương thì làm sao gọi là quảng cáo? Anh không biết biện pháp quảng cáo hả? Cứ viết theo lời tôi nói đi, nếu không thì tôi sẽ tính tiền lãi của anh đó. Không cần gọi luôn câu tôi sẽ tính tiền lãi của anh như vậy. Con nè, con vậy hết rồi, hết rồi, bán hết rồi. Cái gì hết lẽ vậy? Hết rồi, bán hết rồi. Đức ơi, thiệt. Đã nói là bán được rồi mà anh Toàn. Là bán hết vừa tạp chí gì nữa, Thần Quốc Dân Hàn Quốc bị hở chiếc váy kìa, vừa mới ra là bán hết rồi. Cũng may tôi có để lại một cuốn cho mình đây nè. Người Hồng Kông đúng là nông cạn mà, chỉ biết xem mấy loại tạp chí này thôi. Một cuốn truyện hay. Nè anh trai à, mua một quyển đi mà. Được. Một kiệt tác đỉnh. Nè chị gái, muốn xem truyện tranh hay không? Nè, có xem không? Đi đi. Nè, xem không vậy? Đi luôn đi. Cô ơi, muốn xem truyện tranh không vậy? Đi đi, bà cô. Có xem truyện tranh không? Không xem thì biến. Biết thưởng thức ha. Là anh vẽ sao? Phải. Rất giống với tranh mà cậu út của tôi vẽ. Vậy hả? Cậu út của em là ai? 7 tuổi, đang học lớp 1. Xin lỗi, xin lỗi nha. Thật ngại quá, ngại quá. Nè, con ngồi xuống làm bài đi. Nè, Cắn à, anh phải dẫn theo con đi làm tới khi nào vậy chứ? Anh nghĩ tôi muốn hả? Bây giờ nó không cần đi học, ở nhà thì không có ai trông. Tuy là như vậy, nhưng không thể xem chỗ này là cái nhà giữ trẻ được. Nó cứ chạy đi chạy lại như vậy, ngoài việc ảnh hưởng tới chúng ta, còn ảnh hưởng tới những hội viên khác nữa. Anh muốn tôi bị người ta than phiền hả? Được rồi, được rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Bà kêu con im lặng làm bài rồi mà. Anh Lưu à, con của anh đã ở đây mấy ngày rồi. Như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Anh có nghĩ tới tìm lớp giữ trẻ hay là lớp phụ đạo nào đó để giúp anh trông con hay không vậy? Thật ngại quá, mấy lớp học đó học phí rất cao đó. Không nên tiết kiệm số tiền này đâu. Nếu để cấp trên của tôi thấy được thì không có hay cho lắm. Tôi hiểu rồi. Anh Lưu, đứa trẻ này là con trai của anh hả? Phải. Thật ngại quá, đã làm ảnh hưởng tới mọi người. Tôi xin lỗi nha, tôi đã kêu ảnh đi giữ con tới đây rồi. Tôi nghĩ là anh Lưu chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Nhưng mà em à, em phải ngoan nghe chưa, đừng có ảnh hưởng tới người khác, nếu không thì chị sẽ phạt em đó. Thì chuyện của chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Đứa trẻ này nếu có ảnh hưởng tới hội viên khác thì chúng tôi cũng có thể bỏ qua được. Cảm ơn hai người, còn nhớ phải ngoan nha. Em tên là gì? Em tên là Lưu Chính. Vậy thì em hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây làm bài nghe chưa. Chút nữa nếu có đói thì chị sẽ mời em ăn và uống sữa, chịu không? Dạ. Nhớ phải ngoan đó. Cảm ơn. Hình như dạo này tâm trạng rất tốt thì phải. Tâm trạng của Mộng tốt thì tâm trạng của tôi cũng tốt thôi. À phải rồi, tuần sau là sinh nhật của Mộng. Chút nữa xong việc hãy cùng tôi đi mua quà sinh nhật cho Mộng đi. Được. Thank you.
Mộng ơi, con biết má ngủ không được nên vào đây với má đó hả? Chào buổi sáng cục cưng. Vẫn còn đang ngủ hả? Đồ ham ngủ. Mộng ơi, Mộng. Mộng à, cố lên nha con. Chú Đông, tôi dùng xong xe hàng rồi, bây giờ chạy về bãi đậu xe. Để tối chút nữa tôi đưa chìa khóa cho chú nha. Ok, bye bye. Có chuyện gì mà nhìn cô gấp quá vậy? Tôi không đón được xe, anh có thể giúp đưa Mộng đi bệnh viện không? Sao rồi bác sĩ? Cô Cố, tình trạng hiện nay của Mộng rất không lạc quan. Tôi hiểu tâm trạng hiện nay của cô, nhất định cô rất muốn nó bên cạnh cô lâu hơn, nhưng tình hình của nó thật sự mỗi lúc mỗi tệ hơn. Dĩ nhiên nếu cô vẫn kiên trì, chúng tôi vẫn có thể tăng liều mạnh lên để cho nó có thể chịu đựng lâu hơn, nhưng mà như vậy sẽ kéo dài sự đau khổ của nó. Hay là cô thử tính đến chuyện cho nó chết bình yên đi. Không được đâu, tôi không thể để cho nó chết được đâu. Hiện giờ Mộng thật sự rất đau khổ, chẳng qua là nó không thể nói cho cô biết. Có khi chọn cách nó rời đi một cách thoải mái là một quyết định tốt nhất đó. Tôi cho cô thêm thời gian, cô cứ suy nghĩ đi. Mộng, tối qua con còn tỉnh táo lắm mà, tại sao đột nhiên sáng nay con lại như vậy hả? Chắc là con khó chịu lắm. Má vô dụng quá, không giúp được cho con hả? Chẳng phải là con thích lòng mèo lắm hay sao? Con mau mau khỏe lên, má cũng phải mừng sinh nhật với con, dùng túi này đưa con ra ngoài chơi nữa nha. Con có nhớ không nè, vào đêm đầu tiên ba mới ẵm con về nhà, lúc đó con còn rất là nhỏ, chạy lung tung giống như vui lắm vậy. Sau đó con còn làm bể bình bông nữa, má la con, con sợ tới nỗi chạy trốn không dám ra ngoài. Lúc đó con còn ham ăn lắm, mỗi khi má lấy đồ ăn ra là con lại chạy ra liền. Má la con thì con dụi vào người má, giống như đã biết là mình đã làm gì sai. Con ơi, thực ra mèo cũng giống như người thôi. Lúc bệnh đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nếu như nó nhìn thấy người thân của mình không ngừng khóc thì nó sẽ càng không được yên lòng. Hay là cô nói những điều khiến nó cảm thấy yên lòng đi. Mộng à, con giỏi lắm, con rất ngoan. Từ khi con đến nhà của má, đã đem tới rất nhiều niềm vui cho ba má, nhất là sau khi ba rời xa má. Con vẫn luôn ở bên cạnh má, cho má sức mạnh, má mới có thể tiếp tục sống tiếp. Má thật sự rất yêu con. Nhưng mà bây giờ con phải sang thế giới khác rồi. Má biết con đã không đỡ xa má, má cũng không đỡ rời xa con nữa. Nhưng nếu như con thực sự thấy quá đau khổ thì con đừng cố chịu đựng nữa nha. Hả? Can you hear me?
Whispering your name. Do you feel me? Lying beside you. Even though we're apart, can you hear my bleeding heart? It's sending message to you. Can you hear me calling out your name in that moment, hoping we will treasure how she drifted us apart. That space in my heart will always be a heaven for you. Please don't go, please don't go. When we lie together, hearts keep time forever. Oh, please don't go, please don't go away. Please tell, I'd like to know. Hello, chú Đông. Sao con nó lái xe về đây mà? Lâu quá rồi chứ chưa thấy về vậy. Ok, tôi về liền nè. Whispering your name. Do you feel me? Lying beside you. Even though we're apart, can you hear my beating heart? It's sending message. Rồi quay chút thời gian đi. Đứng từ xa theo dõi được rồi. Còn nữa nha, đừng để cô ấy biết anh đi theo cổ. Tôi biết rồi, cứ giao cho tôi. Cổ chưa ăn hộp cơm nào, chưa uống một giọt nước nào hết. Tôi mua cho cổ cho. Anh bằng gì cứ về trước đi. Reflecting each other, shall we pick up the part that's facing my heart? Can only hold a picture of you. Please don't go, please don't go. When we lie together, hearts keep time forever. Oh, please don't go, please don't go away. Ray, tôi không sao đâu. Sao anh đi về đi, không cần tìm tôi. Cô đi đâu vậy? Anh để tôi yên tĩnh một mình đi. Sắp tới tôi nghỉ 2 ngày nha. Wow, có phải không vậy? Anh làm cho phòng tôi bốc mùi quá. Kêu anh đi tắm lại không nghe. Anh làm vậy là sao? Chơi tự kỷ hả? Cơm thì không ăn, lại không nói chuyện. Anh đứng dậy cho tôi. Đứng dậy ngay. Tỉnh đi. Anh trốn trong phòng nhiều ngày lắm rồi. Anh làm hại tôi không viết được trang tiểu thuyết nào. Anh muốn gì? Anh đối diện sự thật đi. Anh lớn như vậy rồi, đừng có tự lừa dối bản thân nữa được không? Anh tự nhìn lại đi. Anh đã vẽ những gì? Cuốn truyện của anh không hề ổn chút nào. Tranh đã đủ xấu rồi, nội dung còn lộn xộn, không ra gì hết. Mấy chuyện này bỏ qua. Người không ra gì chính là anh. Đã lớn như vậy rồi, không biết tự biết thân biết phận mình. Anh tự nhìn lại bản thân mình đi. Làm vậy không thấy có lỗi với 4 bà chị hả? Liên quan gì đến các chị của tôi? Tôi không ngại nói cho anh biết. 100.000 tiền in truyện đó là do 4 bà chị của anh chi. Bọn họ đã vì anh lỗ mất tiền dành dụm rồi. Sao có thể được chứ? Họ không ủng hộ tôi vẽ truyện tranh mà. Không sai. Anh nói không sai. Nhưng ai biểu anh là em trai của họ? Anh kiểm điểm lại đi. Bây giờ nhìn thấy anh là tôi thấy ngứa mắt rồi. Đi ra cho tôi. Đi ra đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Tôi không muốn chứa một bãi rác to như vậy ở nhà. Anh nhìn bộ dạng của anh bây giờ đi. Cho dù anh cởi bỏ hết quần áo, lột cái da ra, tôi cũng không còn linh cảm nữa. Anh muốn làm bãi rác đúng không? Được. Đem theo đống truyện tranh rác rưởi của anh, biến mất chung với anh. Cút đi ngay. Rác rưởi. Rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi. Cái đồ không ra gì. Rác rưởi.
Hại người hại ta, hại người hại ta, hại người hại ta. Tráng chửi, tráng chửi. Mình là anh, anh làm gì ở đó vậy? Xả rác bừa bãi. Anh có biết tôi sẽ kiện anh theo số tờ không? Hả? Không phải là rác, tôi chỉ đang thử hướng gió mà thôi. Tôi chuẩn bị nhặt lên hết đi nè. Em trai, thế bị làm sao vậy? Sao vậy? Em xin lỗi. Lấy khăn ra đi, lấy lẹ lên đi. Trời ơi. Thương quá đi, sao bước chuyện chưa đi? Bị cảm đó nha. Mẹ, lao đi. Thành đã nói hết với em rồi. Hại mấy chị mất hết mấy trăm ngàn, em thật là không ra gì. Thật lòng xin lỗi. Em trai à, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lỗ hết rồi thì cố gắng bán nhiều hamburger kiếm lại thôi. Quan trọng nhất là em biết về nhà đó mà. Nhưng mà cả mấy trăm ngàn, không biết bán bao nhiêu cái bánh hamburger mới kiếm lại được đây nữa. Ê, trời ơi, đừng có nói mấy chuyện này mà. Em uống ly trà nóng trước đi ha, cho ấm bụng. Cẩn thận, có chừng nóng đó. Đừng gấp gáp, từ từ thôi ha. Yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm việc ở đây. Số tiền mà em nợ các chị cứ từ trong lương của em. Tốt quá, cuối cùng em cũng chịu làm việc đến nơi đến chốn rồi. Em trai à, thật ra em ở đây làm việc cũng có chỗ phát huy đó. Em có nhớ lần trước em chế ra bánh hamburger ấy ha? Mọi người thích lắm đó. Phải đó. Bộ truyện lần này em vẽ, em K. Adina nhất quyết in hình vẽ này lên mặt bánh hamburger, gọi nó là Hamburger MK hoặc là Hamburger Adina. Chị nghĩ mọi người nhất định sẽ rất thích, phải không chị hai? Phải. Được đó. Ê, em trai à, mới đây chị có coi lá số tử vi và thiết bản thần số cho em. Nó số của em là số phú quý đó nha. Vì vậy từ nay về sau em yên tâm ở đây làm việc thì cả đời sẽ phú quý đó. Phải đó. À, hôm nay vui như vậy á, hay là mình dọn hàng sớm ra ngoài ăn cơm, ăn mừng gia đình chúng ta. Sau khi ăn cơm xong, về nhà bốn chị sẽ giúp em săn sóc cho đẹp da mặt lại. Em nhìn em kìa, mấy ngày không gặp da mặt khô hết, còn có bụng trứng cá nữa. Để các chị giúp em nặn ra hết, được không? Sao là quy trình chăm sóc da mặt theo dưỡng mà làm cúng trúng. Mắc cười quá. Chụp lại đi. Nhìn kìa. Mắc cười quá. Nè. Anh cậu, tôi nhận ra anh nè. Anh là cái người ở Đông Đốc mà chuyên diễn đồng thoại đây mà. Tôi có đi xem anh biểu diễn đó. Nè, anh mắc cười như vậy, anh diễn đồng thoại cho nghe chơi đi. Nếu như mắc cười, chúng tôi sẽ cho thêm tiền bo cho anh mà. Phải rồi, anh bị cầm hai điếc vậy hả? Ê, thằng hai. Thằng cha mày chứ thằng. Muốn nghe chuyện cười về kêu ba mày kể đi. Miễn đi đồ vô dụng. Hí? Đừng làm người nữa, làm trộm đi, miễn giùm đi. Nổi giận rồi. Không dữ quá trời. Sao mắt của anh bị bầm tím rồi vậy? Vợ của tôi đó, bảy không nói lý lẽ gì hết à. Xảy ra chuyện gì sao? Tối hôm qua, lúc chúng tôi ăn cơm, đột nhiên vợ tôi đưa tôi xem hai bàn tay, ngón tay của bà cứ nhúc nhích như vậy nè. Nên sau đó nói với tôi, bà nói dạo này trên mặt trượt thu nhiều tiền quá, thiếu tiền, hỏi tôi hiểu ý chưa. Nên tôi đưa chân cho bà coi, rồi đáp lại lời của bà. Ai vậy bà đấm cho tôi một phát. Chà, anh nói câu gì với bà vậy? Ê, chú Đông, sao khuya quá vậy? Rủ chú đi ăn khuya. Hôm nay không được, lưng của tôi lại bị thương rồi. Hả? Vậy lần sau ăn ha. Lần sau đi. Cô cũng ở đây sao? Ê, mấy ngày nay cô không về đây nên không biết. Ngày nào cũng tới uống tới 3-4 giờ, chưa đóng cửa vẫn chưa chịu về. Con mèo của cổ mới mất, chắc là không muốn về nhà, sợ nhớ nó. Ồ, hèn gì. Nhưng mà cổ cứ uống kiểu này, trước sau cũng gặp chuyện. Làm ơn cho tôi thêm ly rượu. Ê, cô à, đừng có uống nữa, ngày mai quay lại có được không? Gì vậy? Ông muốn đuổi tôi về hả? Không phải. Không phải thì mau lấy cho tôi đi. Ồ. Ê, chú Đông à. Hả? Chú để chìa khóa lại cho tôi đi, tôi giúp chú dọn hàng. Chú về nghỉ ngơi trước đi. Ờ. Cái gì? Số Đông yêu cầu tối nay Đóng Đốc Ba sẽ có màn biểu diễn khuya đặc biệt. Xin cho một tràng pháo tay khích lệ nào.
Cảm ơn. Nè, tôi có quen biết một cặp vợ chồng kia. Có hôm tôi nhìn thấy người chồng bị đánh bầm mắt. Vậy là tôi hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Người chồng đó nói, vợ của tôi thật sự không nói lý lẽ gì hết. Chuyện là có một ngày, hai người họ đang ăn cơm. Người vợ đột nhiên chia hai bàn tay ra, nói với người chồng là tôi thua mặt chuột nhiều quá đang thiếu tiền. Ông hiểu ý tôi chứ, hả? Sau khi người chồng nghe thấy vậy, không nói câu nào liền quơ chân ra và kéo quần lên. Là một cặp đùi nhẵn bóng. Sau đó nói với bà vợ là lông chân tôi còn không có, cho bà cái nịch hả? Vậy là ngay lập tức vợ mới đấm cho ông một phát. Câu chuyện này dạy cho chúng ta biết, hai vợ chồng tuy là phải thành thật với nhau, nhưng mà nhiều lúc thành thật quá cũng sẽ bị phản tác dụng. Làm người không cần quá nghiêm túc, nghiêm túc là coi như thua. Được, tiếp theo sau đây là câu chuyện thứ hai. Nghe nói ở trong bệnh viện có lực lượng thần bí xâm nhập. Mỗi buổi tối ngày Chủ nhật, những bệnh nhân lưu trú tại phòng cấp cứu của bệnh viện đều sẽ chết một cách kỳ bí. Mấy tuần liên tiếp đều như vậy, khiến cho nhân viên y tế trong bệnh viện rất là hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Là loại virus lạ, ma quỷ hay lực lượng siêu nhiên nào đây? Chuyên gia y tế cả nước cũng vì vậy mà thành lập một nhóm nghiên cứu muốn giải quyết sự việc này. Hẹn nhau 9 giờ rưỡi tối Chủ nhật cùng đứng canh tại cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, muốn quan sát hiện trường. Rốt cuộc có lực lượng thần bí gì mà đáng sợ vậy? Mọi người đều rất căng thẳng, không dám hít thở mạnh. Rất nhanh, đồng hồ đã báo 10 giờ tối. Chính vào lúc này, vọng lên tiếng bước chân. Có một cái bóng đã bước vào phòng bệnh khoa cấp cứu. Từng bước, đi tới chỗ ổ điện vừa rút vừa cắm. Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên tiếng máy hút bụi vang lên. Thì ra, bà ta rút phích cắm điện của máy thở ra. Cuối cùng đã biết lý do. Thì ra tất cả mọi chuyện đều do bà lao công gây ra. Có người nói, con người khóc là vì không thay đổi được sự thật. Nếu đã như vậy, tại sao không thử thoát vai ra, đứng tại một góc độ khác, tìm một lý do có thể khiến chúng ta cười. Cũng giống như tù nhân sắp bị đưa lên đoạn đầu đài, trước khi bị chặt đầu sẽ nói với đao phủ là: người anh em, anh có chắc là mài bén đau rồi chứ? Ghi nhớ thái độ này, chuyện lớn tới cỡ nào cũng có thể cười, giúp cho chúng ta qua được một ải, bước tới ải khác. Cảm ơn. Nè, sao đây? Không cười cũng vỗ tay bố thí một cái đi. Vui lắm sao? Mắc cười nhất là chuyện cười của anh không hề mắc cười gì hết. Ờ, vậy làm ơn. Tính tiền đi, hết giờ kinh doanh rồi. Khỏi thôi. Nè, cô thử đi. Chuyện gì cũng nên thoát vai, đứng ở một góc độ khác suy nghĩ. Cũng giống như mộng vậy, nó không phải rời bỏ cô đâu. Có thể nó đã tới thế giới khác, về bên chồng cô rồi. Mộng à, chúng ta làm má con thức rồi. Xin lỗi nha, làm em thức giấc rồi. Anh cố tình đưa Mộng về đây thăm em hả? Anh về đây là muốn nói với em, sau này có anh chăm sóc cho Mộng rồi, em không cần phải lo cho nó. Em thực sự không nỡ xa anh và Mộng đâu. Em đừng vậy mà. Em như vậy Mộng ra đi sẽ không yên lòng được. Nhiệm vụ bầu bạn với em của Mộng đã được hoàn thành rồi. Em phải buông tay thì sau này mới có thể tiếp tục sống tốt được chứ. Em biết, nhưng em thực sự không làm được. Em đừng nghĩ gì hết.
cứ vui vẻ chơi với Mộng một đêm đi. Mộng ơi. Em mệt rồi, ngủ sớm đi. Anh phải đi rồi hả? Vậy anh có về thăm em nữa không? Thực ra anh và em và cả Mộng đều có cùng mục đích đến. Chẳng qua là anh và nó xuất phát sớm hơn em. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ đoàn tụ. Em phải ghi nhớ, chỉ cần trong tim em có anh và Mộng là đã đủ rồi. Hứa với anh, ngày mai khi mặt trời vừa lên, em phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng vì bọn anh mà buồn nữa. Nếu như thực sự thấy nhớ bọn anh, có thể ngắm hình của chúng ta. Ngoan, đi ngủ sớm đi.说悲伤是结局，悲伤就不能继续，还说相遇再回事，相遇时总会下雨，到底怎么才一直相爱？有谁能保证就没有伤害？我看着你，爱着你，如今如何活在眼里没有你的爱？